Dạ đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Ở trong thời gian vừa qua rất nhiều các cô chú anh chị ở tất cả các tỉnh rất xa về đây cầu cứu báo tin nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương để đăng tin tìm vợ, tìm chồng, tìm con. Đây tiếp tục một câu chuyện tiếp theo, một người mẹ và một người dì ở một nơi rất xa hôm nay về đây báo tin nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương đăng thông tin này tìm một người con trai của mình. Câu chuyện như nào kính mời cô chú anh chị bạn là tiếp tục theo dõi hết video này. Trong thời gian vừa rồi phải nói là rất nhiều các bậc phụ huynh ở tất cả các tỉnh, thậm chí các bà mẹ rất lớn tuổi ở rất những nơi rất xa về để báo tin nhờ anh em hội đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương để đăng tin tìm con. Rất nhiều câu chuyện vẫn đã xảy ra trong thời gian vừa rồi, rất hết sức rất đau lòng. Rất nhiều các thanh thiếu niên hiện nay đã xin việc làm trên mạng, trên internet và trên Facebook và trên TikTok. Rất nhiều thanh thiếu niên hiện nay đến giờ phút này các anh em ghi nhận được rất nhiều người đã bị đi ra ngoài tàu biển, đi đánh cá ngoài khơi, đến giờ phút này đi không có cơ hội quay trở về. Và nhiều thanh niên khác đến giờ phút này anh em cũng đã ghi nhận rất nhiều rồi và đã phải ôm phao nhảy biển vì lý do là cực khổ mà ốm đau bệnh tật, thậm chí là không được thuốc men uống và chúng hành hạ phải nói một cách như thời Trung Cổ. Thì các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương trong thời gian vừa rồi đăng tải rất nhiều, nhưng mà rất lấy làm tiếc hiện nay thì rất nhiều các thanh niên vẫn cứ tiếp tục bỏ đi. Vì vậy cho nên anh em đăng video này thì rất mong các bậc phụ huynh, bậc làm cha làm mẹ hoặc người thân của mình hãy cảnh báo và cảnh tỉnh, hãy dặn dò căn dặn tránh tình trạng mà xin việc làm mà đã bị lừa đảo, bị rũ rỗ ra biển, đến giờ phút này không có cơ hội được quay trở về. Đây tiếp tục một cái câu chuyện tiếp theo là một người mẹ hôm nay về báo tin nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương đăng thông tin để tìm một người con trai hơn 20 tuổi đã đi biển của mình. Câu chuyện như thế nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin phép chào chị gái nha, anh nha, chào em gái nha. Rồi xin chào chị có thể chị giới thiệu chị tên là gì? Dạ em tên là Giàu, mẹ dạ. Của con Tí. Dạ. Nay nó bỏ đi 7-8 ngày rồi, nó đi nó không về. Bây giờ có người nói là báo là nó đi ra biển, phải đem tiền về xuống dưới đó là phải chuộc cho nó về. Mà bây giờ nó cũng bị ngáo đá, nó không được bình thường nữa. Mong các mấy anh nó ở gần nó phải thương tình giúp đỡ cho nó đi. Đằng này em hoàn cảnh cũng khổ khăn, không có mặn ăn gì ra tiền hết. Bây giờ kêu đưa tiền xuống là chuột nó về là em không có kiếm tiền được. Thôi mấy anh cho nó mặn ăn cái gì, cái chuyện gì được thì mấy anh hướng dẫn cho nó làm, chỉ dạy cho nó luôn, cho nó học bài học này, cho nó đi. Đừng còn 3-4 tháng vậy thì cho con em về cho nó nên người. Sau này nó không được vậy nữa, tại vì nó không nghe lời em, nó đi quá xa, em cũng không biết phải làm chị gì. Chị cho hỏi là hiện nay gia đình mình sinh sống tại đâu, quê quán ở đâu? Em ở An Giang, mà giờ em đang ở ngã tư Hòa Lăng lên em làm. Quê thì mãi An Giang luôn. Dạ. Rồi con chị là năm nay đã bao nhiêu tuổi đây mà họ tên đầy đủ là gì? Nó Võ Cao Tí. Võ Cao Tí. Dạ, năm nay nó 24. Năm nay 24 tuổi, sinh năm dạ. 1999. Dạ. Là trước thời điểm con chị đi mất tích đến giờ phút này trên dưới một tuần là con chị làm công việc gì và ở đâu? Nó ở khu phố 4, Thuận An, Bình Dương. Ồ. Nó phụ quán ăn cho em. À, phụ quán ăn. Phụ quán ăn cho em là mẹ là gì ha? Em là dì Úc. À, dì Úc ha. Dạ. Rồi, trong thời gian đó thì người thân của mình, cháu của mình thì nó có biểu hiện thì nó bất thường không? Cách nó 3 ngày thì cháu nó có tụ tập nó chơi, em nghĩ là chơi đá đó. Ừ. Xong rồi khi mà nó tỉnh đó, thì em cũng có la, cũng có nói với nó là thôi tắm rửa ăn cơm này kia đi, thì nó cũng khóc. Rồi giống như là cái lúc đó là cái đầu nó không được bình tĩnh. Ừ. Thì em lo em dọn đồ này kia thì nó ở đây nó đi. Ừ. Lúc em đi chợ thì ở đây nó đi. Thì nó đi, em nghĩ nó đi vòng vòng nó chơi. Xong mà tới tối đó em đi kiếm nó thì là không gặp. Thì bắt đầu qua ngày sau, qua 2 ngày sau thì có một cuộc điện thoại về là của nó. Là có cái số điện thoại đó nó mượn của anh Hận á. Là nó nói là nó mượn của người ta điện về. Thì nó bây giờ nó bị người ta gạt, nó đi xuống tới dưới Kiên Giang, tới ngã ba Trung Lương và vô cái đối diện tòa án gì đó ở Trung Lương á. Là bây giờ vô đây phải đưa tiền chuộc nó, lúc đầu thì nói 2,5 triệu, xong 2 tiếng đồng hồ sau thì la 5 triệu, thì tới thời điểm bây giờ thì la 10 triệu, đem tiền xuống dưới đó rồi chuộc nó. Em hỏi lý do là nó, người ta nói là người ta trả tiền xe cho nó là 2 chặng xe về tới chỗ đó là 4 triệu, ăn uống nghỉ ngơi ngày 150, mà trong khi đó cháu em đi tới ngày hôm nay là 7 ngày mà nó thông báo là 10 triệu. Thì theo tin của anh Hận á, thì anh nói là đi xuống đây là những cái thằng bơ vơ đi xuống tới đây thì nó được tiếp tải cho ăn uống này kia xong được mấy ngày rồi sẽ bán qua cái tàu khác, là đi khoảng tầm 3 tháng, thì là mỗi một chuyến như vậy là 10 triệu để lấy tiền trả cho công chủ đó. Thì em đây cũng lo sợ, em cũng muốn đi rước nó về, nhưng mà em sợ tiền mắc đặt mang đi xuống dưới đó rồi nó cứ này nọ rồi nó không có lấy cháu được về, rồi lúc đó là mất tiền rồi gia đình
cũng đang khó khăn, cho nên là tụi em ngày hôm nay đến nhờ bên anh Hải, bên hiệp sĩ để nhúng vô cuộc để đưa cái đoạn này lên trang Facebook trên cộng đồng mạng, nhờ cộng đồng mạng chia sẻ giùm để giúp đỡ cho cháu nó vượt qua cái khó khăn, cho cháu nó về nhà với gia đình. Những gì chúng em đưa lên là hoàn toàn đúng với sự thật, có vấn đề gì thì tụi em hoàn toàn chịu trách nhiệm. Rồi, ok. Cảm ơn cuộc chia sẻ của em nhé. Thì cháu của em năm nay có hơn 20 tuổi rồi. Dạ. Trước đây ở nhà, trước thời điểm mà cháu của em ở nhà ấy, sống với em ấy, là cháu của em đi làm công việc gì cụ thể? Dạ, phục quán thì em lâu không? Dạ cũng lâu, nó ở nhà thì nó cũng làm việc ở nhà anh, lau ghế, dọn bàn, rồi đi chợ, mua đồ, nói chung nó rất là giỏi. Anh sai gì thì làm cái đó. Anh kia làm gì nó cũng làm hết á. Nhưng mà vừa rồi thì có thể là cháu của em đã ham tiền, đúng không? Dạ. Xin việc làm trên mạng và đã bị một số thành phần xấu và dụ dỗ lôi kéo trên internet. Và đến giờ phút này là cháu của em báo tin về là đang bị chúng lừa đảo bán ra ngoài đảo, đúng không? Dạ đúng rồi. Để đi đánh cá đúng không? Dạ. Đi tàu biển đánh cá. Dạ. Phải không? Chứ lúc đó thì cháu nó có nói là có cái ông đó, ông nói là nó đang đi bộ. Thì có chú xe ôm đó đó, ông cũng già mà ông đậu xe ngay chân cái sân Lê Quyên á. Thì ông mới nói mày đi làm không? Nó mới hỏi làm cái gì? Ông nói thì đi làm, đi ghe, đi một tháng như vậy là mười mấy triệu á. Thì nó ham tiền, thì nó nói là đi làm ăn tháng mười mấy triệu rồi nó đi, nhưng mà giờ nó không có tiền. Thì cái ông đó thì em cũng chưa biết danh tính của ông, nên là theo cái lời của cháu điện về là nói ông đó ông chở nó. Thì đi một đoạn tới Sài Gòn thì có một chiếc xe 7 chỗ chở nó đi, nói chung là đi hai chuyến xe, một chuyến xe ôm đi tới đâu đó, rồi tới đâu đó thì ông đó ông mới liên lạc cho cái xe 7 chỗ này mới chở nó xuống dưới cái vùng Kiên Giang này. Đó là theo cái thằng này nó điện về nó nói như vậy. Thì nó cũng điện về nhà nó xin cầu cứu là bây giờ nó lỡ rồi, nó cũng nghĩ là đi làm để kiếm tiền về phụ mẹ nó, để nuôi em nó còn nhỏ, mà giờ không ngờ nó xuống này là nó bị người ta như vậy. Xuống thì không có việc làm liền mà chỉ có cho ăn và đi chơi. Thích chơi có nhóm thì muốn chơi gái thì cho chơi gái, còn có nhóm thích chơi xì ke thì nó cho chơi xì ke. Thì chơi trong vòng mấy ngày đó là nó kêu trả tiền, còn không có trả tiền thì nó cũng giống như là một cái thỏa thuận. Cho nên là tụi em cũng không biết như thế nào, tại vì nó cũng đã đủ tuổi để quyết định được cuộc đời của nó. Cái này là thỏa thuận thôi. Dạ. Thì tới ngày hôm nay dẫn đến cái sự việc là như vậy, nó cũng cầu cứu là đưa tiền xuống nước nó về. Thì tụi em sợ là đưa tiền xuống dưới đó rồi, nó lúc đầu nó nói 5 rồi 7 rồi 10, rồi không biết đi tới đó rồi là nó đòi như thế nào và có được rước thằng tí này về hay không. Nên tụi em lo sợ, nên là tụi em nhờ tới bên mấy anh hiệp sĩ bên anh Hải. Cái câu chuyện ở trong thời gian vừa qua xảy ra rất nhiều. Rất nhiều các thanh niên hiện nay tuổi đời còn rất nhỏ luôn. Yeah. Đã bị dụ dỗ. Nhiều thanh niên ở mãi miền Trung, mãi miền Bắc có bị dụ dỗ vào trong Kiên Giang để đi biển. Và nhiều thanh niên đi đến giờ phút này là không có cơ hội để quay trở về. Vì chúng bán từ tàu nọ sang tàu kia. Đến giờ phút này là các bé là hầu như không được lên đất liền. Yeah. Và không được tiếp xúc người thân. Và lao động một cách rất cực khổ mà tiền không có. Thì đây nói chung là đây hiện nay cũng là một cái bài học cho cảnh tỉnh cho tất cả các thanh niên không xin việc làm trên mạng, trên internet. Rất nhiều trường hợp đến giờ phút này các anh em đã cảnh báo rất nhiều rồi, tuyệt đối không cho con em chúng ta xin việc làm trên mạng, cần gì tới tận nơi trung tâm trực tiếp để phỏng vấn và xin việc, tránh tình trạng mà bỏ đi hoặc trốn nhà. Đến giờ phút này đi nhiều chặng xe mà nhiều chuyến xe như thế này mà giờ phút này thì con em chúng ta đã báo tin cho gia đình là đang đi tàu biển rồi, đúng không? Mà số tiền chuộc hiện nay thì cũng chưa phải là nhiều. Nhưng nếu như tình huống này không được xử lý triệt để thì không phải là 10 triệu không đâu, và có thể là lên hàng nhiều triệu, có thể là hàng vài chục, thậm chí tiền trăm triệu cũng có. Yeah. Em có điều nào em muốn nhắn trên video này để hy vọng là cảnh tỉnh cho tất cả các thanh niên, các bậc phụ huynh, cha mẹ không? Dạ có, thì qua cái video này thì em cũng muốn nhắn gửi, với lại gần xóm em là đã có hai người rồi, chuột về 70 triệu. Wow. Thì hai người đó về thì cũng nói là đi vô, nó kêu làm tháng mười mấy triệu. Bây giờ đăng ký vô đó thì bắt đầu cũng bị nhốt như vậy đó. Rồi bây giờ cũng điện về nhà, mà cái thời điểm mà người nhà đi rước là mỗi một người 35 triệu. Là hai người là 70 triệu. Thì qua cái video này thì em cũng nhắc nhở tới bà con là với mấy em mà mới lớn lên đó, đừng có coi trên mạng Facebook mà nhận việc làm như vậy là không có tốt. Với lại tránh xa mấy cái bác xe ôm mà gần gần mà mình không có quen biết, mình đừng có tiếp xúc. Giống như là mình chưa có đủ hiểu biết để nhận cái công việc đó,
và cãi lời cha mẹ và xin đi làm như vậy. Thì nói chung là sau này nó rất là khó khăn, muốn quay về cũng không được. Qua đó thì những cái tàu biển này theo sự hiểu biết của em á, để tìm hiểu thì làm được thì nó cho làm 3 tháng nó cho vô, nhưng mà vô xong rồi gặp lại cái một cái người buôn lái khác, nó sẽ đưa qua cái tàu biển khác. Thì nó cứ 3 tháng này qua 3 tháng nọ thì vĩnh viễn mà mình cũng không có được quay về nhà là cái thứ nhất. Cái thứ hai, những người không có sức khỏe đi vô đó làm là không được, không nghe lời nó đánh. Nó đánh khi mà lỡ tay mà trọng thương thì nó đá xuống. Có những cái trường hợp đá mà nó quýnh rồi trọng thương rồi, nó đâu có lo như người nhà, xong rồi nó đá xuống biển cho chết luôn. Đúng rồi. Tại vì mình không có lý lịch, mình không có giấy tờ gì hết, thì nó đâu có sợ gì đâu. Cho nên là qua bài học này thì cũng kính mong lên các cái cộng đồng mạng chia sẻ, rồi vô đây rồi coi rồi rút kinh nghiệm, quản lý con em cho nó chặt chẽ chút xíu, rồi đừng có để cho nó cái trường hợp giống như cháu của em hiện bây giờ nó đang xảy ra như vậy. Dạ. Đến giờ phút này là con em chúng ta, con em của mình đã đi thời gian này cũng không có dài, dạ, đúng không? Nhưng mà thực sự là trong thời gian này là gia đình phải đang vô cùng rất lo lắng, hoang mang, dạ, chưa biết là hiện nay là con có an toàn hay không. Dạ. Sức khỏe tình trạng hiện nay thì chưa biết làm sao, và do đó thì không thể bằng đất liền được. Dạ. Chúng sẽ đánh đập hành hạ, bắt phải lao động, không làm được việc cũng phải bắt làm việc. Dạ. Mà đường cùng là chúng sẽ phải đánh đập hành hạ, phải nói rất nhiều hình thức dã man. Hiện nay trên báo chí cũng đăng tải rất nhiều, đặc biệt là mới đây nhất thì các cơ quan chức năng đã thi hành và đã khởi tố rồi, đúng không? Một vụ việc tra tấn một số người ở trên tàu biển thời gian rất dài như thời Trung Cổ đó, thì trên báo chí đăng tải rất nhiều. Hy vọng đây cũng là một cái video để cho các cô chú anh chị, các bậc phụ huynh làm cha mẹ hãy cảnh báo con em chúng ta tránh tình trạng xin việc làm trên mạng. Yeah. Rồi chị gái, chị còn điều nào muốn chia sẻ trên video này thì hy vọng con trai của chị xem được không? Mời chị. Tí ơi, bây giờ mẹ nói với con, bây giờ mẹ cũng khổ lắm, mẹ cũng muốn chuột mày về nữa, mà con tình hình như vậy con chơi hoài. Thôi giờ con đi ra đó con làm, cố gắng con làm, đặng thời gian 3 tháng nữa con về. Mà chuyến này con có về thì con cũng phải bỏ nghe, làm lại từ đầu nghe con. Giờ mẹ nuôi mày từ nhỏ tới lớn rồi, tội nghiệp ngoài mẹ nhà quá, nhớ quá, khóc bà chịu không có nổi nữa. Con phải ra ngoài là phải cố gắng chuyện này là lo làm, rồi về tự bỏ nha con. Thương mẹ, thương ngoại, mấy chị mẹ với nhà ai cũng lo cho con hết. Lớn rồi, không ai bỏ con hết trơn á. Bây giờ tiền thì lo thì được rồi, bây giờ ra ngoài đó là đưa tiền cho anh ta là con không có muốn về được nữa. Bây giờ là anh ta nói là con mới đi 3 tháng con mới về. Về chuyến này tu hành nha con. Qua cái video này mẹ nhờ chú Hải đưa lên đó, con cũng coi rồi, con cũng phải hiểu biết nha. Xuống đó phải nghe lời mấy chú mấy anh đó hướng dẫn con sao làm cho đúng chuyện, để không người ta đánh đập mình. Cũng không có ở gần gì, không ở gần mẹ nữa, cũng không biết làm sao. Xuống đó tu hành lo làm ăn cho đúng đạo mình đi, rồi đúng ngày đúng tháng rồi mình về nha con. Dạ em xin cảm ơn. Dạ thì cũng nhân đây thì cũng cảm ơn chị và em gái đã chia sẻ cái câu chuyện của một người con trai, một người cháu của mình. Năm nay cũng ngoài 20 tuổi rồi, nói chung tuổi trưởng thành rồi. Nhưng mà đôi khi là cũng vì lý do là ham tiền, việc nhẹ lương cao, hoặc ra biển nó có thể là chúng trả lương cao. Chính vì lý do như vậy nhưng hiện nay là đã sập bẫy và đã phải bắt tiền chuộc. Yeah. Đến giờ phút này thì anh em đây ghi nhận là số tiền chuộc không nhiều, nhưng mà anh em sẽ hướng dẫn để giúp gia đình mình có cách để tìm được con, hoặc là đưa được con về một cách dễ dàng hơn ha. Yeah. Rồi, cuối video này em xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ Con Hẻm Dương xin gửi lời chào để chúc sức khỏe đến toàn thể gia đình mình, hai chị em ha. Chúc hai chị em cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Hy vọng trong thời gian tới sớm nhất thì các anh em đội hiệp sĩ Quân Hàm Bình Dương sẽ tìm cách để giúp con chị sớm quay trở về chị nhé. Yeah, rồi. Qua cái video này em cũng rất cảm ơn anh Hải với đội của anh Hải luôn, đã đưa lên nó tìm cho con em đầu tiên lên này kia cho nó được, cho nó về chuyến này nó tu hành, nó lo làm ăn mà. Em rất cảm ơn nhiều. Rồi, cảm ơn chị, cảm ơn tất cả cô chú anh chị cũng vậy.